Kỷ niệm 20 năm ca hát, Đan Trường sẵn sàng chi bỏ tiền khủng đầu tư MV cổ trang. Những hình ảnh MV mới nhất của ông trùm cổ trang Đan Trường vừa chính thức được hé lộ với khán giả. Nhắc đến Đan Trường, khán giả không thể không nhớ những MV cổ trang hoành tráng, được đầu tư công phu như Phong Ba Tình Đời, Trời Trên Tháng Năm, Trăng Vỡ Tuyết Hồng. Ở thời điểm đó, anh Bo sẵn sàng chi ra số tiền lớn để đầu tư cho sản phẩm âm nhạc của mình. Thậm chí nam ca sĩ còn đưa cả ekip sang Trung Quốc để thực hiện VCD khủng. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận Đan Trường là ca sĩ thành công nhất Việt Nam với những MV liêu trai kiếm hiệp và khán giả ưu ái gọi anh là ông trùm cổ trang của âm nhạc Việt. Và mới đây, người hâm mộ lại có dịp đứng ngồi không yên khi Đan Trường bất ngờ hé lộ những hình ảnh trong MV cổ trang vừa thực hiện với tên gọi Thiên Tử. Theo chia sẻ của anh Bo, MV Thiên Tử như món quà đặc biệt để nam ca sĩ dành tặng khán giả thân thương, cũng như để kỷ niệm 21 năm ca hát. Vốn là người kỹ tính, nên Đan Trường không ngần ngại chi ra số tiền lớn cho MV mới của mình. Từ tạo hình một chiến binh mang giáp dũng mãnh, cho đến những pha hành động bay lượn đẹp mắt cũng tiêu tốn không ít chi phí. Ca khúc Thiên Tử được nhạc sĩ trẻ tài năng Tăng Nhật Tuệ sáng tác dành riêng cho Đan Trường, với giai điệu ballad trên nền hòa âm phối khí kết hợp với các nhạc cụ dân tộc hào hùng, đúng chất cổ trang, chắc chắn đây sẽ là món quà âm nhạc đặc biệt của anh Bo dành tặng cho fan. Bảo Duy, Phi Thanh Vân rất quá đáng. Sau ít ngày lắng dịu, mâu thuẫn giữa Phi Thanh Vân và Bảo Duy tiếp tục bùng lên dữ dội. Khi vừa qua, nữ diễn viên công khai gọi chồng là em, tổ ăn bám và không chịu trả 60 triệu đồng đã mượn cô. Phi Thanh Vân tỏ rõ thái độ khinh thường, cho rằng Bảo Duy hèn hạ xấu xa, có tính đàn bà. Cho tiền người nghèo từ thiện tôi không tiếc. Tiếc khi cho một kẻ như em quên ngày xưa đến với tôi là hai bàn tay trắng. Tôi phải mua sắm từ A đến Z cho em sao? Nhờ tôi mà em có chút danh nhỏ bé như bây giờ. Tính em quá đàn bà và còn hơn một người đàn bà như tôi, thua lắm rồi, cô viết trên trang cá nhân. Phi Thanh Vân cũng cho biết lý do cô tiếp tục kể tội chồng cũ vì Bảo Duy quá vô liêm sỉ, ăn chơi nhậu nhẹt trác tán, vô trách nhiệm với gia đình. Sau khi nộp đơn ly hôn, chồng trẻ của Phi Thanh Vân đã khoe mở công ty mỹ phẩm mới, thuê biệt thự hoành tráng làm trụ sở công ty và liên tục chia sẻ những hình ảnh đi chơi, ăn uống vui vẻ với bạn bè, khoe cuộc sống sang chảnh mà con thì không lo được 1.000 đồng, 60 triệu nợ mãi không chịu trả cứ hẹn mãi. Muốn gặp con mà không muốn lo cho con một đồng nào, hỏi tới thì nói không có còn hăm dọa tôi, Phi Thanh Vân bức xúc. Chồng Phi Thanh Vân bày tỏ, sau những ngày cãi vã căng thẳng, anh thực sự muốn khép lại mọi chuyện để tập trung cho công việc mới. Tôi đã im lặng không nói gì nữa, chỉ chờ tòa giải quyết xong thủ tục ly hôn là xong. Thế mà Phi Thanh Vân không để tôi yên, lúc này cô ấy muốn tìm cách phá tôi. Khoản nợ 60 triệu là Vân cho tôi mượn trong thời gian vợ chồng còn êm ấm. Khi đó tôi xây nhà cho mẹ ở quê, còn thiếu một ít nên Vân cho tôi mượn. Tôi sẽ trả lại đầy đủ số tiền này, chứ không có ý quỵt như Vân nói. Tôi đã nói là sẽ làm. Tôi và Vân đã thống nhất đến tháng 5 tôi sẽ trả 60 triệu đó. Nhưng chưa đến thời hạn mà cô ấy cứ liên tiếp đòi tiền, chửi mắng, miệt thị tôi. Phi Thanh Vân thực sự rất quá đáng. Cứ mỗi lần tôi nhớ con, nhắn tin xin gặp là cô ấy lại đòi tiền tôi. Tôi đã chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng, tự nộp đơn ly hôn theo ý cô ấy. Vậy mà giờ muốn gặp con cũng không được nữa rồi, Bảo Duy nói. Chồng trẻ kể, đây không phải lần đầu Phi Thanh Vân xúc phạm anh. Khi còn chung sống, nữ diễn viên từng nặng lời mắng chửi, đuổi Bảo Duy ra khỏi nhà. Có lần cô chửi anh thậm tệ trước mặt cả mẹ vợ. Biết tính vợ nóng nảy dễ nổi điên nên tôi luôn chịu đựng nhường nhịn, đợi cô ấy qua cơn sẽ dịu lại. Vân nói tôi hay đi chơi vô trách nhiệm với gia đình. Nhưng thực tế trước đây tôi chỉ biết đi làm, giúp sức cho công ty mỹ phẩm của Vân phát triển. Khi rảnh rỗi thì quanh quẩn bên vợ con, lâu lâu bạn bè có gọi điện rủ đi chơi, tôi cũng đều xin phép. Vân đồng ý nên mới dám đi. Giờ mọi chuyện đổ vỡ, tình cảm đã hết, tôi cũng không muốn đôi co gì nữa. Tôi chỉ mong được yên ổn làm ăn, làm lại từ đầu, anh nói. Lê Giang thương Trấn Thành còn hơn mẹ ruột. Tiểu phẩm Nỗi lòng con trẻ của Trấn Thành và Lê Giang trong chương trình Hội ngộ danh hài vừa lên sóng tối qua khiến khán giả không thể nhịn cười. Hội ngộ danh hài 2017 đã chính thức lên sóng tập 12 vào cuối tuần qua. Trong chương trình tuần này, tiểu phẩm Nỗi lòng con trẻ của Trấn Thành và Lê Giang khiến khán giả không thể nhịn cười. Tiểu phẩm có nội dung khá thú vị. Sau nhiều lần trải lòng về chuyện con cái, Chí Tài thỏa lòng mong ước ở tuổi 70 khi có được cậu con trai quý tử là Trấn Thành. Vì chỉ có một đứa con trai duy nhất
nên Chí Tài ra sức chiều chuộng Trấn Thành, thậm chí quát mắng bà mẹ Lê Giang trước mặt con vì không chiều lòng con. Biết mình được yêu thương, Trấn Thành bày đủ trò để Chí Tài hiểu lầm Lê Giang. Trấn Thành bỏ ăn, không lo học hành, thậm chí tự đánh đập mình bầm tím khắp người để đổ lỗi cho mẹ kế Lê Giang. Bị chồng mắng, Lê Giang năm lần bảy lượt ôm sát Chí Tài. Mặc dù bị Chí Tài từ chối thẳng, bà tránh xa Tu Ra. Sau khi đẩy ra không thành, Chí Tài cũng đồng tình ôm lấy Lê Giang. Trấn Thành cảm thông cho ba, khuyên ngăn mẹ Lê Giang đừng tán trái cây vô ba nữa. Chí Tài thú thật bối rối trước Lê Giang do lo đi làm riết không tiếp xúc với phụ nữ. Đỉnh điểm khi thấy con trai bầm tím, Chí Tài đòi gọi bố mẹ hai bên đến nói chuyện một lần. Lê Giang đau khổ khóc lóc vì bị oan. Trấn Thành bật khóc nói ra sự thật, tất cả là do Lê Giang không phải mẹ ruột Trấn Thành. Trước sự ngang ngược của con trai, Chí Tài đau lòng nói ra sự thật, mẹ ruột Trấn Thành đã bỏ đi từ khi rất nhỏ. Trấn Thành liền hỏi ngược lại cha, đã bao giờ ba quan tâm hỏi con nghĩ gì, con muốn gì hay chưa? Lê Giang khóc lóc đòi bỏ về nhà mẹ đẻ. Ngay lúc đó Trấn Thành gọi mẹ ơi. Lê Giang cũng bày tỏ tình thương Trấn Thành hơn cả mẹ ruột. Vở kịch kết thúc trọn vẹn khi Trấn Thành ôm lấy mẹ nuôi, gia đình cùng hòa thuận. Tập 12 Hội Ngộ Danh Hài còn có sự góp mặt của người đẹp Hoàng Oanh trong vai trò MC cùng Chí Tài. Được biết đến là một người đẹp nhiều tài lẻ như MC, diễn viên, Hoàng Anh tiếp tục gây bất ngờ với khả năng ca hát của mình. Với giọng ca ngọt ngào của mình, Hoàng Anh phối hợp ăn ý cùng đàn anh Chí Tài trong ca khúc Miền Tây Quê Tôi. Hai MC vào vai những người con miền Tây về thăm quê hương. Cô gái gốc Bắc Hoàng Anh lại đẹp dịu dàng đầm thắm trong trang phục áo bà ba truyền thống Nam Bộ. Cặp đôi nghệ sĩ Đại Nghĩa Hồng Thắm thể hiện một trích đoạt trong tuồng Huyết Hạt. Vào vai chồng Hồng Thắm, Đại Nghĩa xuất hiện trong bộ dạng say xỉn về năn nỉ người vợ dịch gặp tiên cho mình vì đã lỡ nhận tiền cọc của người ta, mặc cho Hồng Thắm khóc hết nước mắt vì không còn sức dịch. Trong mang say, Đại Nghĩa lộ chuyện từng lên kinh thành gặp gỡ nhiều mỹ nữ chân dài miên man, làm lỗi phận Tào Khang. Không thuyết phục được vợ, Đại Nghĩa đòi bỏ nhà đi. Chiều theo ý chồng, Hồng Thắm dùng hết sức lực cuối cùng, dệt tấm gấm tiên cuối cùng và giả từ người chồng bạc nhược. Giây phút từ biệt, Đại Nghĩa cầu xin người vợ thứ tha nhưng đã muộn màng bởi người vợ đã trở lại kiếp chim hạt. Các chàng trai nhấp ít rồ tham gia phi vụ hóa trang thành những con thú vui nhộn thi tài để được đăng cai biểu diễn trò vui cho cậu chủ trong ngày sinh nhật. Sau khi đáp ứng yêu cầu hóa thành ông bụt, các chàng trai đành phải bó tay trước điều ước được có bố xuất hiện trong ngày sinh nhật của cậu chủ. Cậu chủ nhỏ tuy được sắm sửa đầy đủ, vui chơi cùng các bạn, nhưng sinh nhật nào cũng đều vắng mặt bố bởi bố luôn bận đi hốt hụi. Ngay trong lúc cậu chủ nhỏ tâm sự, chơi một mình cũng buồn, nhưng mình cũng quen rồi, thì ông bố xuất hiện cùng với món quà bất ngờ là chiếc bánh kem sinh nhật. Trong ngày sinh nhật vui vẻ, cả gia đình thú cưng vui nhộn được bố con ông chủ chiêu đãi thịnh soạn. Chỉ sau khi lên chức bố vài ngày, Đan Trường xuất hiện trong Hội Ngộ Danh Hài với ca khúc Ruột Nồi Đất trong một phiên bản vô cùng sôi động. Ở tuổi 40, anh Bo Đan Trường không ngần ngại thể hiện vũ đạo mạnh mẽ cùng vũ đoàn. Anh Bo cũng gửi lời đến khán giả, mong khán giả sẽ thích ca khúc ưng ý của mình. Úc Thanh Vân đắng cay khi bị bạn thân lợi dụng tên tuổi để lừa gạt mượn tiền. MC Úc Thanh Vân vừa gây chú ý dư luận khi viết tâm thư tiết lộ mình bị bạn thân 15 năm giả mạo đi lừa đảo. Từ khi gia nhập showbiz đến nay, Úc Thanh Vân chưa dính bất cứ lùm xùm hay ồn ào nào với đồng nghiệp hay bạn bè. Tuy nhiên, cách đây ít phút, nữ diễn viên vừa gây chú ý khi đăng tải bức tâm thư tiết lộ mình bị bạn thân mạo danh đi lừa đảo. Mở đầu, Úc Thanh Vân kể về mối quan hệ của mình với một người bạn quen nhau hơn 15 năm. Biết bạn khó khăn phải nuôi con trả nợ, nữ MC đã hết lòng giúp đỡ. Khi bạn bán hàng, Úc Thanh Vân sẵn sàng quảng cáo giúp mà không nhận cát xê. Thậm chí khi có những thông tin không đúng về bạn, cô còn lên tiếng bênh vực. Nhưng đến một ngày, nữ MC bàng hoàng khi biết bạn thân mượn tên tuổi của mình để đi lừa gạt, mượn tiền người khác. Làm sao mình chấp nhận được một người bạn nỡ dùng mình để làm bình phong cho những việc làm không rõ ràng, dám nói rằng mình nghèo khổ, thiếu nợ gặp đầu để người ta yên tâm đưa tiền cho bạn. Vì có con ốc đây, nó thiếu em nên em mới đi mượn anh chị rồi thôi, không liên quan nữa thì cũng không có gì ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau nữa thế thôi. Dù bị bạn thân lừa, nhưng Úc Thanh Vân vẫn im lặng vì muốn bạn vẫn có thể buôn bán để trả nợ và nuôi con. Nhưng khi câu chuyện đã đi quá xa, Úc Thanh Vân quyết định nói ra. Mình đã từng định nói ra vài lần, nhưng điều không đúng về mình. Nhưng nghĩ lại,
Khui ra thì cũng hết đường sống, không buôn bán được thì sao trả nợ cho người ta, rồi cũng phải lo cho hai đứa con nhỏ nữa, nên thôi ốc im lặng. Cho đến hôm nay, khi quá nhiều người lên tiếng, nhiều người inbox hỏi, ốc phải nói một lần để mọi người biết. Thứ nhất, ốc và bạn ấy đã không còn là bạn và chắc chắn cũng sẽ không thể trở lại là bạn. Thứ hai, việc tiền bạc nợ nần của bạn ấy không liên quan đến ốc. Không bao giờ có chuyện mình giữ tiền của bạn ấy, không bao giờ có. Thứ ba, quán của ốc chỉ là của một mình ốc, không có bất kỳ sản phẩm nào dính đến bạn ấy. Nên đây không phải là phi vụ làm ăn chung. Cửa hàng của ốc chỉ là một mình ốc, không chung vốn với một ai. Khi biết mình bị bạn thân lừa một cách ngoạn mục, ốc Thanh Vân đã chủ động kết thúc tình bạn. Tôi chủ động chấm dứt tình bạn, chấm dứt liên hệ, hủy kết bạn Facebook để không còn phải thấy nhau. Nếu mọi người để ý sẽ thấy lâu rồi không còn một status, một hình ảnh nào tan Facebook qua lại hết. Vì thực sự mọi thứ đã kết thúc, ốc tự thấy mình chân thành và hết lòng vì bạn. Mình không bao giờ biết hại ai, đừng nói đến một người đã từng là bạn thân rất thân. Trước khi kết thúc bức tâm thư dài ngoằn của mình, bà mẹ ba con nhấn mạnh, cuối cùng mình không biết việc này của bạn ấy sẽ giải quyết thế nào vì nó quá phức tạp và rắc rối. Nhưng thực sự với người cùng đường thì mọi giải pháp đều thành vô nghĩa. Chỉ hy vọng có thể hoàn lương, đàng hoàng kiếm tiền trả nợ. Nợ là phải trả, kiểu gì cũng phải trả. Ốc viết những dòng này trong sự bình thản, vì mình đã biết trước sẽ có cảnh này. Nếu bây giờ có nghĩ thì mình chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp đã có với nhau. Lấy từ bi làm tôn giáo của mình mà chắc chắn cũng không cần phải nghĩ, vì mình đang rất bình an bên những gì thật nhất trong cuộc sống của mình. Chỉ có lòng tự trọng mới có thể cứu ta qua cơn bão tố. Chỉ có lòng tin mới khiến ta giá trị, mãi mãi lương thiện để mà sống. Dòng chia sẻ của ốc Thanh Vân lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè, người thân, rất nhiều bình luận động viên nữ MC vượt qua cú sốc này.